Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, áo mưa và ô dù sẽ là những vật dụng không thể thiếu đối với người dân Bắc Bộ khi lưu thông ngoài trời. Bởi theo dự báo thì từ hôm nay cho tới 23 tháng 5, Bắc Bộ sẽ lại bước vào một đợt mưa dông diện rộng. Cụ thể là trong hôm nay 21 tháng 5, ở vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay cho đến ngày 23 tháng 5, vùng mưa sẽ lan rộng khắp Bắc Bộ và lan xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 24 tháng 5, mưa vẫn duy trì trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng cường độ sẽ giảm dần. Bà con lưu ý đề phòng nguy cơ xảy ra mưa dông, có khả năng xảy ra cả lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nên từ hôm nay nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm bớt tại các tỉnh miền Bắc. Cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng là 26-29 độ và nhiệt độ thấp nhất ban đêm trên toàn vùng ở mức 23-25 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Mưa dông cũng là cảnh báo từ nay đến ngày 23 tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trong khoảng là 20-50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ban trưa khoảng 28-31 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 31-33 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị cho tới Bình Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, trong đêm nay và ngày mai cường độ gió chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, mưa rào và dông lại xuất hiện nhiều làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4-10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, cần hết sức đề phòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.